Chú anh chị em đến với kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ quay một số cây, ghép gốc nhớt ha, để cho anh chị em tham khảo ha. Thì trước đây mình trồng cái gốc như thế này ha, thì sau 3 năm thì nó phát triển và nó lớn lên thì nó sẽ ra như thế nào ha. Thì hồi đó mình trồng một chút, mình sẽ ra mình quay cho cô chú anh chị xem ha. Đây là coi như hồi đó mình trồng cái cây cỡ tầm này nè, là hồi đó mình mua nay 3 năm mấy rồi, thì cỡ tầm này lúc đó là cái giá là khoảng 20 mấy 30 ngàn một cây. Nhưng mà cái đám đó, cái gốc nó cũng có duyên ha, cho nên mình thấy thích, cái anh kia anh mua về là 25 ngàn, thì mình chia lại là cái giá là 50 ngàn mình trồng. Thì đa số là bẻ một vọng vậy nè cô chú anh chị, bẻ ngoái một vọng vậy thôi ha. Như cây này là có dáng thú nè, bẻ lên ngoái một vòng qua hang lên là xong. Còn này quấn lò xo nè, mà lò xo này có 2 3 vòng à ha. Thì hồi đó mình mua nó giống giống vậy ha. Thì hồi đó là, nhưng mà bẻ khéo hơn cái đám này nha, đẹp hơn. Thì để mình ra ngoài mình quay cho cô chú anh chị xem thì sau 3 năm nó lớn như thế nào ha. Lưu này mai sắn của mình nè à. Đây là cái clip này là mình trồng là khoảng là 800 mét vuông nè, thì nó tầm khoảng cỡ chừng 500 cây ha. Thì khoảng 3 năm thì những cây mà mình thấy nó đạt nè. Cây này thì hoành chắc cũng khoảng là 10 18 20 vậy ha. Thì nó lớn đạt nè. Cái vườn này đa số là mình chỉ bẻ quái thôi, thì chừng nữa mình bứng lên mình tận dụng cốt cành của nó mình mới lấy lợi ha, chứ mình không có sửa tàn thông cho nó đẹp. Thì mình trồng thì cũng không có kinh nghiệm cho nên cây nó phát triển cũng không có đều lắm nha cô chú anh chị. Thì đang tìm một số cây mà nó đạt thì mình quay cho cô chú anh chị xem ha. Đây, như cây này thì hồi đó là người ta ngoái một vòng mà giờ nó lớn lên nè. Mình nhìn không thấy cái ngoái nữa ha. Bây giờ như có cái củ lên thôi. Cái này hoành mới mười mấy thôi. Mình bẻ quái nè, chừng nữa mình cắt cắt tận dụng cốt lại ha, rồi mình nuôi lại. Khi nào lên chậu thì mình sẽ cắt giật lại, mình thả, giờ ưu tiên là mình thả cho nó lớn ha. Thì cái đám này là khoảng 3 năm, hơn 3 năm rồi nè. Cái này bẻ ngoái một vòng nè ha, bẻ lên nè, ngoái một vòng lên. Thì hồi đó người ta ghép là đâu chỗ này nè, ghép ngay đây nè. Bẻ ngoái dưới ghép ngay đầu đây, hiện giờ nó liền cốt rồi ha, chơi kỳ quái. Đây, cây này thì người ta bẻ xuống ha, bẻ một nhịp nè, này hồi nhỏ cũng như dáng thú vậy ha, ghép cái bo ghép ngay đây. Bây giờ củ cũng khá khá rồi ha. Mình cũng bẻ quái. Đây thì mình sửa theo cái hệ bonsai ha, cho nên mình chỉ sửa cành nhánh, mình sửa lắc vài nhịp rồi mình bỏ đó thôi, chứ mình không có sửa mà kính tàn ha. Nè, thấy củ dễ thương ha. Hiện nay thì người ta sửa rất là nhiều cái mai con quấn rễ, người ta quấn rất là nhiều kiểu ha. Nào là lò xo ha, bính nè, rồi rồng, rắn, rồi trái bí nè ha. Mình thì đó mình trồng là cái này, người ta chỉ bộ rễ lên nè, ngoái một vòng nè, lên. Đó,
chỉ có ngoái một một giọng thôi, nhưng mà cái bộ rễ của nó cắm xuống nè. Thì bây giờ mình thấy nó cũng khá là tự nhiên ha. Còn một số anh em nói cái trái bí thì mini thì đẹp ha, nhưng mà sau này cỡ 3-4 năm á, 5 năm rồi thì mình chôn xuống, mình để trái bí nó nằm trên đất á, mình không môi xuống cái bộ rễ dưới á, thì nhìn thấy nó rất là đẹp, nhưng mà người ta nói là môi xuống sâu á, thì cái rễ của nó chĩa xuống không đều, cho nên cái trái bí mình nhìn thấy nó hơi lỏng khổng ha. Mình chơi mini thì rất là đẹp nha, nhưng mà một số cây nó đạt thì nó vẫn đẹp nhưng mà nó không đều. Mấy cây mà mình bẻ ha, cái thế nó nằm nằm xuống ha, sau này nó bộ rễ nó bấu bấu xuống vậy, mình nhìn thấy nó khá là tự nhiên ha cô chú anh chị. Thì mấy cây này nè, bộ rễ chừng nữa nó đi xuống ha, nó bấu xuống nè. Thì cây này đó cũng ghép ở dưới đây ha, mình nuôi lấy cái giọng cao nè, lấy cành nè. Chừng nữa mình cắt tận dụng cành lên đây, vậy là mình nuôi lại ha, nuôi lên chậu mình nuôi khoảng 2 năm thì mình mới đi chợ mình bán ha. Hoặc là mình những cây nào mà mình thấy nó đẹp ha thì mình sẽ bứng sắp lại mình nuôi cho lớn lên nữa nè. Đây cũng quấn nè, hồi đó chỉ cần lên đây ha, bẻ xuống một nấc là ngóc cái đầu lên ghép ngay đây đó. Thì bây giờ có cái bồ đế nè, cây này cũng vậy ha, bồ ghế nè, lên đây thì người ta ngoái xuống ha, ngoái xuống đây, ngoái vòng lên cái ngọn đây thì ghép đây, thì chỉ có ngoái một vòng thôi. Thì bây giờ mình thấy nó có cái cục này rất là đẹp ha, cục này khoảng 20 mấy hoành á. Cây này sung da nó rất là non ha. Cây này thì mình cũng sửa là cây quái nè, đa số là cây quái ha. Cây này nhìn rất là có duyên ha, thì đó người ta bẻ nè, bẻ qua đây lận lên, ngoái qua vòng ngóc tới lên, thì cái ngoái sau này nó liền lại, mình nhìn thấy nó không có cái ngoái nữa ha, bẻ co lên rồi ghép ngay đây. Thì cái bo giảo Thủ Đức mình là nằm ngay đây. Bây giờ mình đánh cái cây quái ha, cây này thì nuôi vài năm nữa thì nó mới đẹp ha. Nè, nó ngồi nè. Đa số những cây này là như cái cây mà hồi nãy mình quay mẫu ở trong ha. Đây, cây này như con gì ngồi ha, lên cái lưng, bỏ lâu quá nó khuyết dây luôn rồi nè. Đa số là vườn bẻ cây quái ha. Nè, cây này lên thì có một cục ha, cục dưới này hoành cũng tầm 20 mấy á, rồi lên bẻ quái nè. Sau này mình chỉ lấy ngang đây ha, tận dụng cốt cành này là thôi ha. Rồi mình chỉnh sửa lại, mình không có xài ở trên, cho nên mình cứ thả ở trên thoải mái cho nó lớn ha. Cứ thả về cây mình nuôi, mình thả về thì nó sẽ mau lớn hơn cây mà mình cắt con ha. Cây này cũng bẻ một cái giọng nè ha. Đây, ngoái qua, ngóc đầu lên. Cây này chừng nữa mà nó bự lên khoảng 30 hoành, cái củ này nhìn thấy rất là duyên ha cô chú anh chị. Hiện tại thì nó cái thân khoảng 10 xăng thôi.
Cây này cũng nhìn có duyên ha, bẻ một vọng rồi chồm tới đó nè. Cái này cũng bẻ một cái vọng ngoái qua thôi, hiện giờ mình thấy nó mất cái vọng ngoái rồi ha, sau này nó có cái cũ. Cây này thì hồi đó mình bẻ bẻ vậy ha, lên xuống ngoái qua vọng ngóc đầu lên, thì bây giờ nó muốn mất cái ngoái rồi mà nó có cái cũ rồi ha. Mình thích những cái cây mà lúc nhỏ bẻ dáng thú cô chú anh chị ha, thì ở dưới lên nè, lên có cái đít nè ha, bẻ xuống là cho nó sâu xuống ha, ngóc đầu lên là ghép ngay đây. Thì bây giờ cô chú anh chị thấy cái dáng cây này có duyên ha, mình thích như vậy. Hoặc là cái dáng quấn lò xo á, lò xo ba bốn vòng á, thì nó cũng ngoái 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 vậy ha, thì nó nằm dài xuống ngóc lên, thì mình thấy là mình thích những cái dáng như vậy ha. Còn một số những cái kia thì cũng đẹp á, nhưng mà mỗi người có cái ý thích ha. Mình thì mình thích cái dáng là bẻ ngoái xuống ngóc lên, hoặc là thì cái lò xo là bẻ giống giống vậy đó, hoặc là ngoái một vòng ngóc lên ha, thì bộ đế nó bấu xuống như vậy nè, thì chừng nữa mình bứng lên nhìn thấy cái bộ đế của nó vững chãi ha, nó đẹp. Cây này cô chú anh chị thấy nhìn rất là dễ thương ha, cũng bẻ một vòng xuống ngóc đầu lên ha. Nó nằm đưa cái lưng rất là dễ thương ha. Cái cây mà quấn lò xo đó cô chú anh chị, thì chừng nữa nó sẽ ra giống giống như cái cây này ha. Thì cây này nè, quấn cây này hồi đó là quấn ba vòng thôi, thì nó quấn cuộn cuộn như cái lò xo ha, thì ngóc cái đầu lên, thì sau này nó có cái như cái dáng thú vậy ha. Mà lớn thì những cái lò xo quấn nó sẽ liền nè, chỉ có cái chớn mình nhìn thấy có cái còn cái mắt nè ha, nó đây cái chớn nè, đây cái chớn nè, nó lớn quá thì nó mất nha, đây cái chớn nữa nè. Thì cái lò xo là mình thấy khi lớn là nó ra cái dáng thú, mình thấy nó đẹp ha. Với lại cái bộ đế của nó nè, cái đế đầu tiên người ta quấn là cái đế người ta bấu xuống nè, rồi người ta ngoái 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 cái ngọn là người ta ngóc lên, thì sau này mình bứng ra thì dưới này dài dài đây ha, nhầm cây thì nó có rễ nó cắm xuống ha, thì nó ra được cái dáng thú nè. Mà cái lò xo mà bây giờ người ta quấn là 5 vòng 6 vòng á, thì nó dài ra nữa, thì sẽ ra cái dáng thú rất là đẹp ha. Còn cái này là hồi đó mình quấn chỉ có 3 vòng rưỡi vậy thôi, cho nên nhưng mà về về thì cô chú anh chị thấy nó cũng khá là đẹp rồi ha. Thì cái vườn mình trồng là mình chủ yếu là mình lấy cái cốt ha, lấy thân với cành, cho nên mình không có sửa tàn thông, mình thả lực thược vậy ha, chỉ vô dây để cố định một số cành thôi ha. Cho nên mình nhìn cái vườn mình thấy không có thích ha, sau này mình bứng lên mình lấy cốt cành thì mình nhìn thêm mới thích ha. Cây này quái nè đó, cho nên mình nuôi nhìn thấy lung tung quá ha, cành nhánh gì nó không có đẹp ha. Cây này những cây siêu lùng hả cô chú anh chị, cây này chỉ có cao khoảng một tấc mấy thôi. Cây này để lớn lớn chút nữa mình bứng cắt chơi cây lùng ha, nó có hai cành trước rồi ha, cắt cái ngọn đây nữa là chơi cây mini lùng rồi ha. Thì như cây này là mình mới thả xuống đất một năm mấy nè, mà cái cây cây mạnh nó có dốc ha, mình thả xuống nó phát triển rất là mau nè, mình cũng bỏ tàn thí vậy ha, sau mình cắt lại mình lấy cốt mình chơi cái gốc mình chơi. Cây này mình cũng mới xuống đây nè, khoảng mới hơn năm thôi, lớn nè. Thì cây này lúc mình mua trồng là 200.000 ha, trồng cứng năm rồi nó phát triển nè.
Cây trồng 3 năm thì vậy ha, còn cây mình trồng đất 3 năm á, còn cây nuôi chậu rồi, cây này cũng 3 năm nè. Thì cô chú anh chị thấy nó nằm chậu 2 rưỡi ha. Thì trên chậu thì nó phát triển yếu ha. So với nằm đất thì nó nhỏ hơn rất là nhiều ha. Thì nếu cô chú anh chị nào mua trồng á, thì mình lưu ý cho cô chú anh chị một số đặc điểm ha. Thứ nhất là mình mua cây là mình phải mua cái cây mạnh ha. Nó nằm chậu là mình nhổ ra là phải dưới rễ của nó là phải vàng hết ha. Thì mình xuống đất nó bắt rễ xuống nó rất là mau lớn ha. Còn nếu mình mua cây mà nó không sung hung thì mình trồng nó chậm ha. Thứ hai thì nếu anh chị có vốn gồng gọng thì cô chú anh chị mình mua cái cây giá cứng cứng chút, khoảng chừng 200. Còn nếu có vốn mạnh thì mình mua cây 500-700 triệu rồi ha. Thì cây càng lớn thì mình trồng nó mau thì lợi nhuận mình sẽ mau hơn. Còn bẻ cái dáng thế gì thì tùy cô chú anh chị ha, mình tham khảo, chứ ở đây mình cũng không có nói là khuyên cô chú anh chị trồng như thế nào, trồng cái loại nào. Nhưng mà cô chú anh chị thích cái dáng thú thì mình coi những cây mà bẻ lúc nhỏ ha, bẻ một dòng xuống rồi ngóc lên, hoặc là lò xo là mình thấy nó rất là đẹp, bồ đề nó tự nhiên. Còn bí rồi bính này mấy kia thì mình không có nghiên cứu nhiều ha, cho nên mình không có phân tích được. Nếu mình phân tích cái gì mà mình không gành được thì nó không chính xác thì phiền anh chị em ha. Cho nên cái nào mình có trồng rồi thì mình chia sẻ cô chú anh chị ha. Thì mình xin phép được kết thúc video tại đây ha. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ ha.